À, xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thì A xin vừa nhận được một thông tin ở tại trạm xá xã Bình Hòa, có ca dương tính đã đến trạm xá xã Bình Hòa, và trạm xá xã Bình Hòa đang phong tỏa ở nơi tại trạm xá. Thì A xin đã nghe thông tin, thì sau đây A xin xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng A xin đến trạm xá xã Bình Hòa để xem sự việc như thế nào, và A xin sẽ thông báo đến cho quý bà con ở trong xã Bình Hòa đừng nên đến trạm xá nữa. Thì sau đây A xin xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo A xin đến trạm xá xã Bình Hòa như thế nào nha quý cô chú anh chị và các bạn. Sau đây A xin xin mời. Chào các bạn, đây là chợ xã Bình Hòa nha quý cô chú anh chị. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, đây là nơi cấp cứu trạm xá xã Bình Hòa, và nơi đây hiện nay đã có ca dương tính đến trạm xá xã Bình Hòa. Thì hiện nay xã Bình Hòa đã niêm phong lại. Và ca dương tính đã đến trạm y tế xã Bình Hòa và trực tiếp đến đây, thì hiện nay trạm y tế xã Bình Hòa đã niêm phong lại. Thì A xin mong rằng quý cô chú anh chị và các bạn ở trong xã Bình Hòa được biết và đừng đến nơi đây, và nơi đây đang phong tỏa nha quý cô chú anh chị và các bạn.
Xin ghi hình để đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ở trong xã được biết. Quý cô chú anh chị và trong lúc này, quý cô chú anh chị và các bạn đừng đến nơi cấp cứu thuộc về trạm y tế xã Bình Hòa nha quý cô chú anh chị và các bạn.